Dạ, kế tiếp cho khuyến khích. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho em Trương Thị Mai Thi. Trương Thị Mai Thi, xin mời bà Trương Kim Quỳnh, Trương Kim Quỳnh trao phần này cho em Trương Thị Mai Thi. Quý vị biết quảng cáo của US Census Bureau là em này đã có được rồi. Tiếp theo anh ảnh khuyến khích nữa là Lý Gia Hiền Hillary. Xin mời giáo sư Trần Thúy Phương trao phần này cho em. Congratulations em Lý Gia Hiền Hillary. Và em kế tiếp giải khuyến khích, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho em Lý Gia Hân Hannah. Xin mời thầy Nguyễn Lành trao cho em. Chắc là hai chị em cả, là tôi là chắc là Lý Gia ấy. Oh, you're his sister. Yes, that's right. Yeah. Tiếp theo là giải khuyến khích Đỗ Rosemary do giáo sư Nguyễn Đình Cường trao. Kính mời giáo sư Nguyễn Đình Cường. Cảm ơn em, Đỗ. Cậu thí sinh Vũ Linh, em đâu mất tiêu rồi em. Hồi nãy mới thấy em. Vũ Henry, em có trên đây chưa? Thầy Hồng ơi, thầy cứ đứng trong đó, tí chúng tôi sẽ mời thầy ra trao cái giải đặc biệt lắm. Thầy cứ yên tâm đứng ở đó. Mà thầy Linh, cô thí sinh Linh, why are you... Linh, why are you sitting down there? Kính thưa quý vị, đây là Á Khôi 1 của Hoa Khôi Liên Trường năm xưa. Em Vũ Linh trao lại cho em Vũ Henry. Bây giờ tới đâu rồi? Bây giờ đó, giải số 4, tức là giải 4 đó. Thì chúng tôi mời em Huỳnh Thụy Ân Grace. Huỳnh Thụy Ân Grace. Mời thầy Hồ Phi trao phần này cho em. Mời em kế tiếp. Dạ vâng, kính thưa quý vị, giải thứ 3, third place. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho em Nguyễn Linh Evelyn. Xin mời giáo sư Nghiêm Thị Hiếu trao tặng. Okay, there's only two left. Em đọc tiếp đi. Em đọc tiếp có nghĩa là mình biết first place winner rồi này. Đúng rồi. Rồi, okay, em đang nói luôn cho nhanh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho thí sinh hạng nhì Đỗ Phan Helen. Xin mời giáo sư Phạm Văn Bằng, có nghĩa là first place dịch thuộc về em Nguyễn Bảo Khôi. Xin mời giáo sư Phạm Quân Hồng. Mời thầy Phạm Quân Hồng trao giải đặc biệt cho em Nguyễn Bảo Khôi. Đấy, bây giờ thì em này sẽ có nhiệm vụ phát biểu phải không? Đấy, các điều cảm tưởng. Bây giờ tất cả mời các anh phát cứ đứng ở đó, quý vị mà trao giải cứ đứng ở đó để nghe lắng nghe ý kiến phát biểu của em. Alright, hôm nay con được vinh dự lên đây có đôi lời gửi đến quý vị. Là một học sinh người Mỹ gốc Việt, con luôn ôm ấp hoài bão giữ gìn tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt và làm rạng danh cộng đồng người Việt nơi hải ngoại. Đây là lần thứ hai con thi giải hương mẫu, vì đây là một giải vô cùng ý nghĩa đối với con. Giải hương mẫu là động lực thúc đẩy con luôn cố gắng rèn luyện để trở thành. Trong mọi hoàn cảnh, con luôn cố gắng trau dồi, gìn giữ hạnh kiểm và văn hóa của mình để xứng đáng là tất cả những người của xuống thế giới này. Nhớ lời ngã xuống đây để cô Phương Lan sẽ cho